Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai vừa tổ chức vây bắt và tạm giữ được hơn 1.370 gói thuốc lá nhập lậu đang chuẩn bị đưa vào tiêu thụ tại thị trường huyện Long Thành. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút trưa qua tại khu vực chợ Long Thành, huyện Long Thành, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 62K97459 do một thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển đang xuống hàng thì bị đội quản lý thị trường số 1 ập đến kiểm tra. Thấy cơ quan chức năng, đối tượng này liền lên xe đồng bọn bỏ chạy, bỏ lại xe máy và toàn bộ lô hàng. Qua kiểm tra thực tế, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện hai bao tải lớn được ngụy trang bên trong bằng thùng cạc tông chứa 1.370 gói thuốc lá ngoại nhập mang nhãn hiệu Z và Hero. Đội tiến hành tạm giữ xe và tang vật, đưa về đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Cục Quản lý Thị trường, tổng giá trị ước tính của lô hàng gần 30 triệu đồng. Cũng trong ngày hôm qua, đội quản lý thị trường số 1 cùng với đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Sơn Dulux, nhãn hiệu Sơn được đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam, và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện 15 thùng Sơn, 10 thùng 18 lít, 5 thùng 5 lít có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu tại công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng trang trí nội thất VM xã Hố Nai, huyện Trảng Bom. Đội sẽ tiến hành rà soát xử lý vụ việc theo quy định.